Robot Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay cơ sở Robot Thành Luân xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý khách hàng một số các siêu phẩm. Đặc biệt hôm nay chúng tôi giới thiệu với quý khách hàng là 3 chiếc kệ TV bằng gỗ mun, kiểu mõ đồng tiền, hàng siêu đỉnh cao đẳng cấp mang thương hiệu của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Ngày hôm nay chúng tôi xong mộc được 3 chiếc kệ TV này. Đây quý khách đang thấy trên màn hình này, chúng tôi sẽ review lần lượt chi tiết 3 chiếc kệ này. Xin quý khách hàng bớt ra được khoảng vài phút để cùng với đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đi vào đường nét cũng như theo dõi hết cái chi tiết của các cái kệ TV chúng tôi đang trưng bày đây. Vừa hoàn thiện xong phần mộc thì tiện đây chúng tôi cũng đã kê những chiếc bàn, chiếc ghế ăn lên kệ này, và chúng tôi đang quay trực tiếp ở tại showroom đồ gỗ Thành Luân tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, rộng hơn 2.000 m². Ở đây chúng tôi có 3 chiếc kệ mõ đồng tiền, thì ở đây có 2 chiếc là có đồng kích thước, đồng mẫu mã, và 1 chiếc là mẫu mã khác và kích thước to hơn, cộng với lại cả là cái mẫu mã nó khác một chút. Đấy, thì sau đây xin mời quý khách cùng với đồ gỗ Thành Luân thôi đi vào đường nét chi tiết của từng sản phẩm. Đấy, thứ nhất chúng tôi giới thiệu chiếc kệ này là kệ kích thước dài 2m82. Đấy, tức là cái kệ này nó rơi vào tầm khoảng gần 2m9, gần 2m9 và mặt phẳng tất. Chiếc kệ này chúng tôi làm theo đơn hàng gia đình nhà chú Trường ở Sơn La, cùng với bộ bàn ghế cột 12 gồm 10 món. Thì chúng tôi chưa xong cái bộ bàn ghế, chúng tôi quay tạm trước chiếc kệ này. Tiếp nữa là một chiếc kệ này của khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh đã đặt hàng, kích thước dài 2m6. Còn một chiếc này chúng tôi là cũng 2m6 nhưng mà chưa có khách đặt hàng. Ba chiếc kệ này chúng tôi vừa hoàn thiện xong còn mộc. Sau đây xin mời quý khách cùng đi vào đường nét chi tiết của từng chiếc một. Thứ nhất, chiếc của chú Trường ở Sơn La. Đây là chúng tôi là vẫn đang để phần thô nhé, chưa cạo lạo, chưa mài giấy giáp gì, nên là quý khách nhìn nó như này. Đấy, còn khi hoàn thiện lên thì nó là một siêu phẩm. Đấy, toàn bộ cái kệ này, ba chiếc kệ này chúng tôi là cái cánh này toàn bộ là cánh được đục thủ công bằng tay, hàng cánh rất chi là dày, đục thủ công bằng tay. Ván mặt chúng tôi làm dày 1.5 phân, cánh này chúng tôi làm dày 2 phân, đục thủ công bằng tay, quý khách đang thấy trên mình đây. Và kệ này kệ mặt phẳng dài 2m9, gần 2m9. Đây toàn bộ là cái đường nét đục chạm này, đục thủ công bằng tay của khách nhé. Vân gỗ thì chúng tôi không cần phải giới thiệu nhiều. Riêng về các sản phẩm gỗ mun của Thành Luân, chúng tôi là cam kết 100% là vân gỗ tự nhiên, không bán vân, không vẽ vân mà không tạo vân. Nếu phát hiện các sản phẩm của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi nếu có bán vân hay mông má vân veo ở đây thì chúng tôi sẽ đền thêm 1.000. Đấy, đền thêm 1.000. Phát hiện chúng tôi sẽ đền 1 tỷ luôn. Tiếp theo một chiếc nữa là của khách hàng thành phố Hồ Chí Minh, khách đang thấy trên mình đây. Cũng vậy, về cái đường nét hoa văn thì đục chạm như nhau, cũng là tùng cúc trúc mai đào liệu đấy, sen. Đấy, nó có 8 cánh. Đấy, 8 cánh thì chúng tôi là tùng trúc cúc mai đào liệu ở sen hoa phù dung. Hoa hồng. Đấy, rất đẹp, rất kỹ luôn, đục rất kỹ, siêu đỉnh cao luôn. Quý khách hàng nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888 đây. Khách đang xem video chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Website đồ gỗ Thành Luân .vn, Facebook và YouTube đồ gỗ Thành Luân có tích xanh. Khách đang thấy trên mình nhỉ. Phía bên cạnh đây chúng tôi đang trưng bày một bộ bàn ghế móc mỏ đục trúc, móc mỏ đục trúc bằng gỗ hương Lào. Đây là hàng cực kỳ quý hiếm, có giá trị rất chi là cao, cực kỳ quý hiếm và giá trị rất chi là cao, hàng siêu đỉnh cao cấp, hàng quý hiếm và đỉnh cao, chúng tôi nhấn mạnh như vậy. Nhân vật chính hôm nay chúng tôi giới thiệu là 3 chiếc kệ TV. Đấy. Là phía đây là có bộ hoàng gia khủng, đôi lọ cao 2m8, đôi lọ này cao ship 3m, nặng tầm 2,5 tấn một lọ, một chiếc. Rất nhiều các siêu phẩm đang có tại cơ sở của đồ gỗ Thành Luân. Chúng tôi rất mong muốn khách hàng có thể bớt chút thời gian về trực tiếp showroom của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để tham quan một sở thị. Thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Chúng tôi xin tạm dừng cái video clip này tại đây và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo.